Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi hội nghị trực tuyến các bộ trưởng y tế khu vực Tây Thái Bình Dương thông điệp với chủ đề đoàn kết chống COVID-19. Trong đó, Thủ tướng nêu rõ bài học kinh nghiệm của Việt Nam là sớm nhận thức được tính chất nguy hiểm của COVID-19. Với phương châm chống dịch như chống giặc, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều biện pháp, trong đó có cách ly tập trung người Việt Nam về nước, người nước ngoài vào Việt Nam và các đối tượng tiếp xúc với các ca dương tính đã được phát hiện, nhất là khoanh vùng tập trung dập dịch tại các ổ dịch. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép vừa ưu tiên kiểm soát ngăn chặn dịch COVID-19 và vừa tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Việt Nam chia sẻ tầm quan trọng của hợp tác quốc tế. Việt Nam đã đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục đi đầu huy động, phối hợp nguồn lực của các quốc gia ưu tiên cho vaccine, thuốc đặc trị, vật tư, thiết bị y tế. Và trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã ra tuyên bố Chủ tịch về hợp tác phòng chống COVID-19. Việt Nam cũng đã chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ vật tư thiết bị y tế cho nhiều nước. Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhân dân các nước đối với cuộc chiến chống COVID-19.